Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Kiến thức tổng quát của VNTV ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị sự trở lại của anh Đức Trần. Tiếng Việt của anh là anh Đức Trần. Anh là nhân viên của Sở An sinh Xã hội. Và ngày hôm nay anh Đức sẽ trở lại để cùng gửi đến cho quý vị những cái thông tin rất là cần thiết mà chúng ta hằng quan tâm. Trước hết xin chào anh Đức. Xin chào chị Vân Anh và xin chào khán giả của VNTV. Mình rất là hân hạnh trở lại chương trình hôm nay. Thì cái lần này là trở lại để cho thêm tin tức mới của chương trình SSI. Những gì mà thắc mắc sau này thì xin vui lòng gọi cho chị Vân Anh hay là vô văn phòng sòi để trả lời những câu hỏi cần thiết. Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Thưa quý vị, một lần nữa thì thưa quý vị, tên tiếng Mỹ của anh là Đức Trần và tiếng Việt của anh là Đức Trần. Và ngày hôm nay trong chương trình của VNTV thì Vân Anh sẽ xin được gọi là anh Đức. Trong những lần trước mà những cái chương trình mà anh đã nói chuyện qua làn sóng của VNTV thì quý vị khán thính giả phải nói là rất thích xem cái chương trình này của mình. Vì anh thấy rằng đây là những cái đề tài, những câu hỏi mà rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là các bác, các chú, các anh, các chị mà đang hưởng những cái phúc lợi xã hội, phải không anh? Nhiều khi có những câu hỏi mà vì không có biết tiếng Anh, tiếng Anh là một cái sự trở ngại, cho nên là rất là cần anh Đức đến với VNTV, không những ngày hôm nay mà thường xuyên hơn nữa. Thưa anh, trước khi đi vào cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay thì tưởng cũng nên nhắc lại là chắc nhờ anh Đức nhắc lại một chút xíu SSI là như thế nào, SSA là như thế nào và sự khác biệt giữa SSI và SSA, thưa anh. Bộ An sinh Xã hội có hai chương trình. Chương trình thứ nhất là chương trình Social Security Administration, viết tắt là SSA, là chương trình cho những người công dân Mỹ làm trên 10 năm. Sau khi làm 10 năm rồi thì mình có quyền xin tiền về hưu. Sự như non là 62, hưu muộn là 66. Tới tuổi thì mình xin lúc nào cũng được hết. Cái chương trình này không có căn cứ vào đất đai, tài sản, những gì mình có. Khi mình đóng thế, rồi tới ngày mình xin, tới tuổi, mình có quyền mình xin. Chương trình thứ hai là chương trình Supplemental Social Security Income, là chương trình SSI, viết tắt là SSI. Là chương trình trợ cấp của những công nhân Mỹ tài sản thấp, thu nhập thấp. Thì chữ thấp nghĩa là gì? Một người không được quá 2.000 trong nhà bang hay là tài sản trong gia đình, hai người không được quá 3.000, một chiếc xe của mình thì không tính, một cái nhà của mình không tính, ngoài ra những cái khác sẽ tính như là tài sản đất đai cửa, không được quá số định 2.000 cho một người và 3.000 cho hai người. Vâng, thưa quý vị, đó là SSI là như thế nào và SSA là như thế nào. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay anh Đức sẽ cùng thưa chuyện với quý vị, cùng gửi đến quý vị những cái tin tức rất là update của Sở An sinh Xã hội. Thì chúng ta cũng nên nhắc lại là SSI và SSA là cái ngân quỹ của liên bang, phải không anh? Yes, cái ngân quỹ của Social Security Administration, SSA là cái ngân quỹ của mình đóng thế vô, là tiền của mình thuộc quyền của mình. Cái tiền đó mình lấy lúc nào cũng được hết, khi tới tuổi mình đi ra nước ngoài, mình trúng số, cái gì là của mình hết. Cái quỹ là quỹ tiền đóng vô. Quỹ của SSI là quỹ của tax, những người đóng thuế giúp đỡ mình những đề đó. Và thưa anh, trong những ngày tháng tới cũng như là hiện tại thì cái chương trình SSI nó có những thay đổi như thế nào? Chương trình SSI mới ra một cái lực rất là tốt cho những cộng đồng Việt Nam với mình. Tất cả người lãnh tiền trợ cấp SSI là đó giờ khi mà lãnh tiền SSI rồi mình không có được chương trình food stamp, bây giờ đổi là chữ là chữ CalFresh, cũng như vậy thôi. Là tính viết tắt là phụ cấp dinh dưỡng cho những người lớn tuổi và người bệnh tật. Thì bắt đầu tháng 6 một tây, những người lãnh tiền SSI có quyền xin thêm trường CalFresh. Có hai cách xin, một đó là mình lên online, hai là vô dặn văn phòng mình xin. Văn phòng xã hội sẽ giúp đỡ quý vị làm application nếu quý vị vô văn phòng. Nếu không thì quý vị có thể vô văn phòng của welfare tùy theo chỗ, thì chỗ đó cũng giúp cho quý vị những đề đó. Mà số tiền mỗi tháng đến bao nhiêu thì tiếc rằng văn phòng xã hội không biết số tiền đó, nó căn cứ bên văn phòng welfare tính những đề đó. Và khi mà chúng ta xin cái trợ cấp này thì không ảnh hưởng gì đến cái SSI của chúng không, ta? Không, cái này tại vì sự sống của California là San Diego rất là cao, đắt đỏ, anh đắt đỏ. Cho liên bang không giúp được gì hết, nên tiểu bang vô giúp, cho nên chỉ đưa cái số tiền dinh dưỡng thôi. Cái tiền đó là mình dùng tất cả cho thực phẩm trên tất cho cả mỗi tháng, trong mỗi tháng, rồi mỗi tháng. Wow, rất là hay thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ có cái website trên màn ảnh để cho quý vị có thể theo dõi và đi vô apply như thế nào, phải không anh? Được, chính xác. Và giống như anh Đức mới nói đó, đây là cái ngân quỹ của tiểu bang, Hoàn toàn separate, tức là riêng biệt với cái ngân quỹ mà chúng ta đang được hưởng SSI, đó là của liên bang, tức là của federal.
Và hồi nãy anh nói là hồi xưa mình cứ nói là food stamp đó phải không anh? Thì cái bây giờ nó gọi là CalFresh. Thưa quý vị, Vân Anh được biết đó là ngày xưa đó là tiền food stamp chỉ có những người mà có welfare mới được xin thôi. Được, đúng. Còn những ai mà đang nhận SSI á, thì không có xin food stamp được. Và ngày hôm nay thì food stamp nó có một cái tên khác gọi là CalFresh. CalFresh. Cho nên đây là một cái tin vui cho mọi người, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi có cái website của CalFresh trên màn ảnh để quý vị có thể vào tham khảo cũng như là có thể apply cho chính quý vị cũng như là bố mẹ, ông bà ở nhà phải không anh? Dạ, mình làm online là trực tuyến hay là mình vô gọi vô thì cái cách đó thì rất là thuận lợi. Ví dụ mình không muốn mình lớn tuổi mà không đi đứng được á, thì kêu con cái vô online xin thì nó cứ dễ dàng hơn cho mình nữa. Dạ vâng. Và tiếp theo á, là có một cái thông tin mà cộng đồng của chúng ta rất là cần anh Đức hướng dẫn, đó là trong thời gian vừa qua rất là nhiều chúng ta nhận được những cái cú phone mà nói là rất nhiều, tôi là từ nhân viên của Bộ An sinh xã hội. Khi mà mình nghe như vậy thì mình rất là sợ, rất không đúng, anh? Thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết là cái tình trạng nó như thế nào? Trong vòng mấy tháng nay có một rất là nhiều cú điện thoại gọi vô cho tất cả những người trên đất Mỹ về vấn đề hăm dọa là số an sinh xã hội sẽ bị cắt đi, mình không gọi lại thì mình sẽ bị cái này cái nọ. Trên đất Mỹ này có gần 328 triệu người, thì tóm lại là có 328 số an sinh xã hội. Văn phòng xã hội không có khả năng, nhân viên không có khả năng là kiểm soát hết mấy con số đó. Cho nên mà bất cứ quý vị nào mà nhận được số điện thoại của Bộ An sinh xã hội hay là tù thuế gọi tới, xin quý vị đừng bao giờ trả lời những cái số điện thoại gọi đó. Tại vì khi mà nhà nước vừa gửi giấy tờ cho quý vị là bằng thơ, không bao giờ gọi và không bao giờ đe dọa hay là hăm dọa những gì cho quý vị. Cái đó là cần nên biết. Nhà nước không bao giờ làm gì. Những gì mà xảy ra là nhà nước gửi cho quý vị một lá thư trước, rồi tự vô địa chỉ đàng hoàng, người đàng hoàng, không bao giờ gọi số điện thoại mà nói này nói nọ, cái đó là không đúng. Cho nên không bao giờ nha quý vị. Tức là những cái cú phone đó mà nói là đây là form SSI, SSI, IRS, là không có. Quý vị rất yên tâm. Anh Đức ơi, trong khi mà chúng ta đang nói chuyện thì Vinh Anh nhận được một cái text của một vị khán giả gửi vào, nhờ anh Đức giải thích luôn, anh đọc cái câu hỏi luôn được không anh Đức? Đây là text của một chị tên là chị Hà. Em ơi, làm ơn hỏi anh Đức giùm chị là chính chị mới bị scam qua phone về vụ giả nhân viên SSI và chị lỡ cho 4 số cuối an sinh xã hội của chị rồi. Bây giờ chị lo quá phải làm sao? 4 số cuối thật ra đối với mấy cái người mà ăn cắp số điện thoại mình không rất là vô dụng, tại vì không lùng được 4 số cuối. Tại vì 4 số cuối nó hợp nhau rất là nhiều số 4 số cuối tất cả trên nước Mỹ này. Tại vì mình tóm lại có 300 triệu số an sinh xã hội, thì cái số 4 số cuối rất là đều, nó giống như nhau, cho nó không quan tâm gì hết. Nhưng mà tóm lại nếu quý vị lỡ rồi cho số an sinh xã hội hay là số nhà bank hay là những gì đó, quý vị đừng có hoang mang gì hết. Quý vị cần gọi vô Equifax hay gọi vô FTC là những cái chỗ lo về những cái số an sinh xã hội để giúp đỡ mình, để can thiệp cho mình hết. Nhưng lần thứ nhắc nhở quý vị, khi quý vị đã lỡ rồi đừng có lo lắng gì hết. Chỉ từ từ, chỉ mất một số thời gian để mình điều chỉnh số đó thôi. Nhưng ngoài ra không có gì hết. Như là mình lỡ mình cho cái gì rồi mình chỉ đóng cái số mật mã lại, đóng cái account lại thôi, và báo văn phòng sở biết, báo FTC biết, và báo Equifax biết. Những cái đó là người ta sẽ giúp đỡ mình, sẽ điều hành những cái đó cho mình. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại là chúng ta tuyệt đối không bắt phone, và những ai mà gọi điện thoại cho chúng ta mà xưng là từ SSA, SSI thì cái đó đều là giả mạo. Quý vị cúp phone ngay. Và nếu mà quý vị đã lỡ rồi thì anh Đức nói là quý vị cũng đừng có lo sợ, tại vì cũng không có nguy hiểm đến chúng đúng, ta. Không, không đâm, không có đâm. Tại vì tóm lại quý vị mà không dùng con số, mà chứ dù không nói cho người ta số đó, có người nào lấy số quý vị cũng không biết, những chuyện nó xảy ra nghĩa là quá xui thôi. Thì mà quá xui quá thì có thể mình mất chỉ thì giờ của mình để chỉnh lại số đó thôi. Cái thì giờ nhiều người không có, nhưng mà thật ra quý vị đừng có lo lắng gì đó nhiều. Và thêm nữa, anh có một câu hỏi là hồi nãy đó anh nói là những người mà SSI á thì bắt đầu tháng 6 này á, quý vị sẽ được xin một cái tiền ngày xưa mình hay gọi là food stamp, bây giờ là CalFresh. Food stamp á, gọi là CalFresh á, thì nếu mà những ai mà không có SSI thì không tự nhiên xin cái CalFresh được hả anh? Không, CalFresh thì ai không có đi làm
cũng có tiền CalPERS được. Oh, okay. Có quyền xin cái đó, nhưng mà cái luật này ra cho mấy người lãnh tiền trợ cấp SSI thôi. Yeah, nhưng mà mình không có đi làm, mình unemployed, thì mình có thể mình gọi bên văn phòng welfare cũng xin được. Yeah, những cái quỹ của Phú Sam rất là nhiều, dạ rất là lớn. Dạ vâng. Okay. Wow, rất là hay thưa quý vị, những cái thông tin vừa qua của anh Đức mong rằng sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái ưu tư của quý vị. Và quý vị một lần nữa, chúng ta rất là cẩn thận với những cái cú phone, không những là chỉ có cho SSI, SCA không phải ông anh? Thuế. À, thuế rồi, yes. À, chính cá nhân bên anh cũng bị rồi. Yes, đúng. Thành ra lúc đầu bên anh cũng rất là sợ. Nhưng mà mình làm sao anh? Mình cúp phone liền không? Không, những cái số nào mình dòm điện thoại mình không nhận là số đó. Đừng cầm. Đừng có cầm. Nhưng mà ai mà thiếu nợ ai thì mình biết là số ai rồi. Nhưng mà thật ra những cái số mình không biết đừng nên bắt, mình đã lỡ bắt rồi thì mình chỉ hang up thôi. Rồi vậy chứ đừng bao giờ cho số xin sỏi trên điện thoại, đừng bao giờ cho số nhà băng trên điện thoại, đừng bao giờ cho tên với nhà xanh của mình trên điện thoại. Thì những cái đó là những số mật mã bí mật của mình, cho nên đừng bao giờ cho bất cứ ai. Okay. Vâng, anh Đức biết không, bên anh tin chắc rằng đã có những quý vị mà khi mà nghe những cái số đó thì cúp phone đi, nhưng mà cũng lo, nói trời không biết cái này có phải là SSI thiệt không mà mình cúp phone rồi. Thành ra thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta yên tâm là Sở An sinh Xã hội lúc nào cũng gửi đến cho chúng ta những cái lá thơ. Và chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta liên lạc thẳng với Sở An sinh Xã hội, chứ không có ai gọi điện thoại đến cho chúng ta cả. Rất là vui. Anh Đức có chi tiết gì bổ túc thêm trước khi chúng ta chia tay không anh? Hôm nay thì những cái câu hỏi thắc mắc gì thì mình gần lên cái website là online ssa.gov, mình mở cái account riêng của mình. Khi nào gì thắc mắc gì mình lên trên mình đòi hỏi, mình trả lời thì giúp đỡ những đề rất là nhanh nhẹn, mình khỏi cần vô văn phòng xã hội sắp hàng hơi lâu. Thì lần nữa xin quý vị vô website ssa.gov để đăng ký, rồi biết tiền làm một tháng bao nhiêu, năm này 62 tuổi được bao nhiêu, thì tiếng gì muốn rõ ràng về sự tiền bạc của mình sau này về hưu, nó hiện hết cho mình tất cả. And một tin thứ hai nữa, nhắc nhở quý vị, tại vì bây giờ những gì mình làm cũng làm trên online hết. Cho nên khi như quý vị, lúc quý vị mới qua Mỹ đó, là mình là chỉ là một cái thẻ xanh sau này mình vô quốc tộc Mỹ, nhưng mà mình không update cái đó với văn phòng xã hội thì sau này mình xin tiền về hưu sẽ bị trục chặt sau này. Thì xin quý vị, bữa nào ngày nào rảnh, có thời giờ rảnh thì nhớ, khi mà mình không xanh ở đây, mình có thẻ xanh, mình có quốc tịch rồi mà quên update với văn phòng xã hội, cần vô văn phòng xã hội update đó để hay sau quá, này mình xin tiền về hưu, tiền già thì mình không cần chứng minh ngày xanh của mình nữa. Rất là quan trọng. Rất là hay. Thưa quý vị, những thông tin của anh Đức vừa rồi rất là cần thiết và rất là hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn anh Đức, và chắc chắn anh Đức sẽ trở lại khi mà có những thông tin cần thiết cho cộng đồng của chúng ta, phải không anh Đức? Dạ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị.